Lần đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu châu miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong lúc vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký về lái xe kênh YouTube phát triển. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 thì em xin hạnh giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Lakamichi với model đen của nó là MB4S. Đây là một chiếc đầu được sản xuất năm 1994. Đấy. Thì chiếc đầu này được sở hữu xoay ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó 27 cm. Nó nặng 5 kg. Và mắt đọc của chiếc đầu này thì dùng mắt đọc của Sanyo, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy. Và nó dùng hai con chip rẻ mã TDA 1311A và LC78840 của Philips. Và chất âm của nó rất là châu Âu đấy ạ. Chất âm của chiếc đầu này cho ra là 16 bit, rất là dày dặn và chi tiết. Ngoài cái công dụng đọc đĩa CD thì chiếc đầu này có khả năng chứa đến 7 chiếc đầu chiếc đĩa CD ạ. Thế vậy thì chiếc đầu này nó hát liên tục các bác ạ, hát đến mỏi mồm thì thôi. Đấy, các bác nghe lúc chán thì tắt đi được ạ. Thế hát liên tục. Đấy. Và đặc biệt nữa cái thay đĩa của cái dòng này á thì nó không bị rắt như cái dòng khác. Đấy, và nó đọc rất là tốt, chuyển cơ rất là êm ái. Đồng hồ số hiển thị là màu vàng, rất là đẹp mắt, nhìn nó cũng rất là tây đấy ạ. Thì dòng Nakamichi này cũng không có nhiều. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho bác xem. Đây vẫn cái tem của nó này, 7 đĩa này. Đấy. Cái cạnh trên này cũng có cấn nhẹ này. Đấy. Còn lại thì là mặt của em nó thì khá đẹp rồi. Đấy. Đây có một vết chảy hơi nhẹ nhẹ này, nhân răm các bạn ạ. Rất là đẹp. Và nữa là đây là cái đồng hồ mà số báo đĩa này. Nếu như này thì không có đĩa. Còn khi mà nó có cái vòng vuông bên ngoài thì là đã có đĩa. Đấy, đây là cái dấu hiệu để nhận thấy. Cái phần lắp lưng cơ bản là đẹp. Xích lắp lưng đây. Lắp lưng khá là đẹp đấy ạ. Ngồi bên này rất là đẹp. Thì chiếc đầu này nó chỉ có một đường alox ra thôi. Model của nó đây. Đấy là Lakamichi MB4S, điện 100V, công suất của nó là 10W. Nó được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé, made in China đây. Đấy, nhưng mà xuất ra thị trường Nhật sử dụng. Sơ đi máy của nó đây ạ. 44993. Nên các bác cứ yên tâm về cái chất lượng của nó. Đây là cái phần nội thất bên trong, em mở cho bác xem. Nội thất bên trong của chiếc đầu này thì có rất là mới rồi, rất là mới. Cơ các bác thấy ạ, cơ nó 7 cái khay đĩa để chứa đĩa đây, nhưng mà mắt thì chỉ một cái thôi. Đấy. Nó hoạt động rất là tốt, không bị rắt, các bạn nhìn rất là mới luôn. Rồi tụ này, tụ toàn tụ của Jabocom thôi nhá, Jabocom. Đây là con chip, đây con chip của Philips đây các bạn này. Đây. Đây, chiếc Philips đây. Các nhìn thấy ạ, nó hơi bé một chút. TDA1311 của Philips đây. Đấy. Con này chip này là sản xuất Thái Lan. Rồi và đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc này để cho bác được thưởng thức. Và em xin giới thiệu, em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 23269 ạ. Thì chiếc đồng này nó được bác khách ở thành phố Hải Dương đã chuyển đủ tiền đặt mua là với giá là 1,8 triệu đồng và được em bao ship. Bên em thì cũng bán hàng ship COD. Mong các bác thông cảm. Đấy.
Và hôm nay thì em đã vệ sinh xong, cũng làm video test để trước khi gửi đi cho bác chủ được biết, cũng như em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng. Thì trước tiên thì em sẽ cho 7 cái đĩa vào đây để mà test cho các bác nghe. Thì chúng ta khai đĩa nào thì chúng ta nhấn số cũng nhé, nhấn số 1 thì cho đĩa ra số 1. Đầu tốt đĩa lòng xanh, đĩa lòng trắng, đĩa lòng vàng nhé. Em tôi đọc đĩa chép số 1 vào đây, có 1.000 vuông ạ, có đĩa này, số 2 này, khai đĩa 2 này. Đấy. Đấy, đã có này, số 3 này. Số 4 này. Số 4 này. Số 5. Số 6 này. Số 7 này. Đấy rồi, có thế à? Đấy. Nếu là không có đĩa vào thì là không hiện cái hình vuông ô vuông ở bên ngoài có cái số này. Đấy, nhưng mà khi chúng ta có đĩa vào thì nó sẽ có ô vuông nhé. Đấy. Rồi, em xin test lần lượt cho đọc từng cái CD 1 để bác được thưởng thức nhé. Đây em số 1 rồi, thì hát CD 1. Rồi, đây là đĩa 1 đúng nhá. Thì các bác khi chuyển đĩa các bác nhớ đến stop này, cho chuyển nó CD 2 này. Play này. CD3 này. Đây là báo ở khay đĩa số mấy, và đây là bài hát. Đấy. Và đây là dây chạy đúng không nhá.
đến 5 các nhá. Đi 6 này. Đĩa số 6, số 7 này. Mặt đọc rất là tốt nhé. Chiều mây bay tôi.
tốt ạ. Em xin phép được dừng viết ra đây. Thì chiếc đầu này em đã bán cho bác khách ở thành phố Hải Dương rồi. Và bên em còn nhiều đầu CD khác trong phân khúc từ 800 ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Ở bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở chiếc đầu này thì các chức năng hoạt động hoàn hảo, cơ ra vào rất là tốt ạ. Nhưng mà phần ổ 7 đĩa hoạt động rất là tốt. Nhưng em cũng khuyên cáo các bác là không nên sử dụng nhiều đấy nhé. Đấy, mình nên sử dụng một cái đĩa thì để nó ổn định hơn. Đấy. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và các bác ở video sau ạ.